đã 20 năm trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào, từ khoảng 3 giờ chiều đến 4 giờ sáng hôm sau. Ở một góc trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, người ta lại được nghe những âm thanh quen thuộc. Mỗi người một công đoạn, người rọc mía, người cắt khúc mía, người nhặt mía phân loại. Những người thợ rốc mía có thể rốc sạch 700 đến 800 kg mía, cắt khúc mía ngọt liệm và chất lượng. Trung bình trừ tất cả các chi phí, chủ vựa mía này có thể thu về hơn 1 triệu đồng mỗi đêm. Nhiều khách quen đến vựa mía này cũng chỉ bởi một lý do đơn giản, ấy là nghiện hương thơm của nồi mía hấp lá dứa nóng hổi, bốc lên nghi ngút, phảng phất trong không khí, hương vị yêu thích đặc trưng của người Sài Gòn xưa. Ngoài ra, thực khách qua đường cùng với những khúc mía tươi ngon được ướp đá mát lạnh, cùng với sự niềm nở của chị chủ đã tạo nên một thương hiệu mía rất riêng, khiến những ai đã đi ngang qua đoạn đường này không thể không quay đầu xe lại mua ngay một bịch mang về thưởng thức. We'll be right back.